Chào mừng anh chị đã đến và trở lại với kênh Hoàng Linh. Chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng, cuộc sống luôn bất ngờ phải không? Và một bất ngờ rất lạ trong với dân nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Hoài Linh, ông vua Hầu Đồng, người đã dựng tượng của mình, tạc tượng của mình trong nhà thờ tổ như một môn phái trường sinh bất lão ảnh hưởng bởi đạo giáo, đã quay về với đạo Thiên Chúa và xin được làm bí tích giải tội tại giáo xứ Đa Minh. Thật là bất ngờ. Và qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng thân phận và sự lựa chọn của người nghệ sĩ trong cuộc đời này nó diễn ra như thế nào. Tối 12 tháng 1, trong chương trình Xuân Nghi Thương ở giáo xứ Đa Minh, nhà thờ Ba Chuông, trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, nghệ sĩ Hoài Linh đã có mặt cùng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ chia sẻ cuộc đời sống đạo trước đây của mình. Hoài Linh đã từng là cậu giúp lễ ở ba giáo xứ Hưng Lộc, Dầu Dây và Ngô Quyền, Đồng Nai. Và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nói rằng dòng đời xô đẩy Hoài Linh trở thành con chiên lạc, và con chiên lạc ấy đã quay trở về với đàn, xin giải tội và trở lại với tên thánh Benedicto, giáo dân xứ Đa Minh. Bí tích giải tội là bí tích dành riêng để tha tội cho một người nào đó. Người này đã trở thành công dân của Thiên Chúa, đã nhận phép rửa tội, nhưng vì một lỗi lầm nào đó và với cộng đoàn Thiên Chúa giáo và với Thiên Chúa nên xin được giải tội. Và Hoài Linh nằm trong thủ tục này, có nghĩa đây là một người đã có đạo Thiên Chúa. Ở đây chúng tôi không bàn về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo và sự lựa chọn, mà chúng tôi nói về thân phận của người nghệ sĩ và không thể bỏ qua những chi tiết này được. Và vì sao như thế, các anh chị sẽ thấy ở phần sau và chúng ta cùng trao đổi với nhau. Nghệ sĩ Hoài Linh nhận bí tích giải tội như là một hình thức đã tuân theo tính thuận ngưỡng của đạo Thiên Chúa và đã xa lánh và từ bỏ, bây giờ quay trở lại như một con chiên, một con cừu đi lạc đàn, quay về với đàn của mình như lời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nói. Và bản thân cuộc đời của Hoài Linh cũng minh chứng cho rất nhiều điều rất thú vị về thân phận của người nghệ sĩ trong dòng xoáy của đồng tiền, nếu trong một thời gian chiến tranh, sự lựa chọn của người nghệ sĩ chỉ có một hướng, đó là lòng yêu nước, hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Và trong thời kỳ đổi mới có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, mặc dù rất khó khăn, nhưng mục tiêu lý tưởng vẫn là một con đường sự đổi mới của đất nước. Còn khi sự phát triển đa phương tiện như hiện nay, đa chiều như hiện nay, mỗi bản thể, mỗi cá nhân đều đứng trước nhiều sự lựa chọn, huống hồ là người nghệ sĩ, phải không? Và như thế bi kịch, cũng như nhiều con đường mở ra, nhiều con đường hạnh phúc mở ra, nhiều thuận lợi mở ra, nhưng bi kịch cũng rất đầy đủ ở đâu đó, thậm chí dư thừa. Nghệ sĩ Hoài Linh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, trong một gia đình công giáo có tất cả 6 người con, 3 trai, 3 gái, và anh là con thứ 3 và là người con trai trưởng trong gia đình. Cha mẹ anh quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ngoài ra có một chị cả đã có gia đình còn lại ở Việt Nam. Ngoài một chị cả đã có gia đình và ở lại Việt Nam, tất cả đều gia đình anh đều sang Mỹ theo diện HO. Khi Hoài Linh có ý định theo học nghề múa, gia đình anh đã không đồng ý và tìm cách ngăn cản vì cha mẹ anh muốn anh theo ngành sư phạm. Tuy nhiên vấn đề này đã không thành, và anh Hoài Linh đã đi theo các đoàn múa và lưu diễn các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam. Những đoạn đời này cũng không rõ lắm. Vũ sư Đặng Hùng là người đã dạy anh về Hoài Linh về môn bộ môn múa, trong khi về dân ca thì anh tự học. Và năm 1981 Hoài Linh tham dự những giọng hát hay tại Nha Trang và đây qua được giải thưởng.
À, sau đó Hoài Linh bộc lộ một số năng khiếu đặc biệt khác, nói và được giọng nhiều địa phương Việt Nam. Và sau đó anh di tản vào Long Khánh. Và ở đây anh tự rèn luyện tay nghề nghệ sĩ của mình. Đoạn đời này cũng rất là rối rắm, chúng ta không có những ghi chép nó đầy đủ, và Hoài Linh cũng tránh nói về những đề đề hoặc nói sơ qua thôi. Và nói chung là trong Hoài Linh là anh tự học thôi, và anh đã bộc lộ năng khiếu một cách toàn diện về múa, hát dân ca, diễn hài và cả tân nhạc. Bộ môn nào Hoài Linh làm cũng được và cũng rất hay, rất thành thạo. Và sau đó gia đình của Hoài Linh sang định cư ở Hoa Kỳ. Tại đây Hoài Linh được mời điều khiển một chương trình tiệc cưới tại nhà hàng Sài Gòn. Sau đó được khán giả ái mộ và được mời show liên tục. Vào tháng 10 năm 94, một mình Hoài Linh trở về California sinh hoạt. Hoài Linh cư ngụ tại nhà ông cậu thứ 10 ở Los Angeles, và hai tuần sau anh mới có dịp xuống Little Sài Gòn và được Nhật Tùng đưa đến quán cà phê Tao Nhân. Tại quán này anh đã lên tấu hài bài chuyện tình karaoke và một bài tân nhạc. Đêm hôm đó có mặt Ngô Tấn Triển. Nghệ thuật diễn xuất xuất sắc của Hoài Linh đã được nhà biết kịch bản này để ý và sáng tác nhiều kịch bản cho Hoài Linh sau này. Một tuần sau Hoài Linh gặp Vân Sơn và bắt đầu cuộc hợp tác với danh hài Vân Sơn. Đến tháng 10 năm 1994, cặp Vân Sơn Hoài Linh chính thức diễn chung với nhau trong chương trình văn nghệ cho một số tổ chức ở quận Cam. Và từ đó nhờ sự nghiệp biểu diễn của Hoài Linh phát triển rất nhanh chóng ở cộng đồng người Việt tại Mỹ và kể cả về Việt Nam. Và sau đó như chúng ta đã biết, anh Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh đã về Việt Nam, đã gặt hái rất nhiều thành công, tham gia rất nhiều game show trên truyền hình, biểu diễn ở rất nhiều loại hình nghệ thuật, và phần nào đó trở thành giống như một lãnh đạo của một nhóm nghệ sĩ từ nước ngoài về, và một số nghệ sĩ trong nước như chúng ta đã biết tên tuổi và đã được những người này ái mộ, bao gồm các ca sĩ, diễn viên hài, diễn viên kịch, dân dân và dân dân, như là một thủ lĩnh tinh thần cho một bộ phận nghệ sĩ, diễn viên. Và sau đó thì Hoài Linh cũng nổi lên như một nghệ sĩ có nhiều sai lầm. Ví dụ như việc xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Vào tháng 9 năm 2015, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức là danh hài Hoài Linh, bắt đầu tổ chức thi công một số hạng mục của công trình nhà thờ tổ trên khu đất rộng hơn 7.000 m² tại phường Long Phước, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức. Tại thời điểm trên, khu đất xây dựng công trình vẫn là đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình. Theo đó, các hạng mục xây dựng tại đây cũng được các đơn vị chức năng của quận 9 xác định là không có giấy phép. Ngày 16 tháng 2 năm 2016, liên quan đến căn nhà tổ nghiệp của Hoài Linh được cho là xây dựng trái phép trên nền đất nông nghiệp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 9 cho biết vi phạm xây dựng trong công trình nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh đã bị xử phạt hành chính số tiền 62 triệu đồng. Và sau đó thì như chúng ta biết, xảy ra liên tiếp những vụ việc khác nữa, như việc bị tố ngâm tiền từ thiện. Sau khi đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do lũ lụt miền Trung năm 2020, Hoài Linh đã nhận tổng cộng hơn 14 tỷ đồng chuyển về tài khoản của mình. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5 2021, sau khi xảy ra vụ việc tranh cãi với bà Nguyễn Phương Hằng, Hoài Linh đã bị phát hiện, vẫn chưa tiến hành bàn giao số tiền này về địa phương cần hỗ trợ từ thiện. Sáng ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức thừa nhận đến thời điểm đó, số tiền quyên góp ủng hộ miền Trung từ tháng 10 năm 2020 không phải là hơn 13 tỷ đồng mà là hơn 14,67 tỷ đồng. Hoài Linh cho biết lý do chậm trễ trong việc trao gửi cho đồng bào miền Trung là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng không phải như vậy. Cụ thể là ngày 19 tháng 1 và 8 tháng 4 năm 2021, Hoài Linh vẫn tham gia chương trình thiện nguyện cùng công ty Vina Asicut, thương hiệu mì Hảo Hảo và Bỉ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tặng hơn 1.000 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu.
Và một số nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của Hoài Linh hoặc đại diện nhãn hàng cho Hoài Linh nhằm tránh những tình huống không mong muốn. Và ngày 22 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng về các vấn đề từ thiện. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận Hoài Linh không có gì dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện và quyết định không khởi tố vụ án. Ở đây chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều dư luận ở chỗ này. Nhiều người nói rằng công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm công tâm và không có dấu hiệu tội phạm thì xác định không có dấu hiệu tội phạm, trả lại sự công bằng cho mọi người, kể cả người đứng đơn tố cáo là bà Nguyễn Phương Hằng và bị đơn là ông Võ Nguyễn Hoài Linh cũng như nhiều người khác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông Võ Nguyễn Hoài Linh là người có công rất lớn với Việt Nam trong việc đưa nghệ sĩ hải ngoại vào về Việt Nam là một như là một cái câu nói, cho nên một người có công lớn như thế không thể vì một việc như thế này như thế kia mà xử lý được. Điều đó đúng hay không? Theo tôi ủng hộ ý kiến trên, tức là công an người ta có nhiệm vụ xác định tội phạm, và nếu xác định không đúng, tức là không có tội phạm mà nói là có tội phạm chiều theo ý người dân của số đông của dân túy, thì họ lại là người vi phạm pháp luật. Còn ở đây công an nói rằng không có dấu hiệu vi phạm, và chúng ta nếu chứng minh ngược lại, chứng minh có dấu hiệu tội phạm thì chúng ta cứ chứng minh, còn không chứng minh được thì chúng ta phải chịu. Còn ý kiến nói rằng ông Hoài Linh chính là cầu nối đưa các nghệ sĩ nước hải ngoại nước ngoài về Việt Nam có đúng không? Chúng tôi cho rằng chỉ đúng một phần thôi. Anh Hoài Linh có là nhịp cầu, cũng có phần trao đổi giúp đỡ những người nghệ sĩ nước ngoài trở về Việt Nam để tìm cơ hội tìm đến một lượng khán giả đông hơn. Và thực chất của vấn đề là gì? Thực chất của vấn đề là khán giả và thị trường, chứ không phải là tình yêu nước hay là cái gì ở đây cả. Chúng ta đừng quá đề cao những các vấn đề tinh thần, đây là vấn đề thị trường mà thôi. Và đây chúng tôi dừng lại một chút để phân tích vấn đề này, và sau đó mới trở lại vấn đề vì sao ông nghệ sĩ Hoài Linh làm phép bí tích giải tội và dư luận của nó như thế nào. Tất cả đều có sự liên quan với nhau. Cùng với sự cởi mở từ phía Việt Nam, nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã về Việt Nam biểu diễn hoặc tham gia các chương trình truyền hình thực tế, muốn được gặp và hát trực tiếp cho các khán giả quê nhà nghe. Đó là lý do được nhiều ca sĩ hải ngoại giải thích cho sự trở về của mình. Điều này là có thật. Song có một nguyên nhân khác mà ít người trong cuộc nhắc đến. Thị trường âm nhạc hải ngoại đang dần bị thu hẹp. Nhiều live show đối với những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Chế Linh, Khánh Linh, Khánh Ly, Di Quang, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Phương Lan không như mong đợi khi mà thần tượng đã già, đã bên kia con dốc cuộc đời, làng hơi đã hết sức sống mạnh liệt khởi nào, và sự ra diết cũng chỉ là kỷ niệm. Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc trở về mang ý nghĩa hoài niệm, vẫn có những nhiều nghệ sĩ Việt Kiều đầy sức sống vì họ còn trẻ, không thuộc lớp, xưng gọi nhau là cố nhân như các bậc tiền bối Tóc Tiên, Thu Phương, Phi Nhung và Vương Triệu Vũ chia sẻ lý do tìm về là vì muốn chính mình chinh phục khán giả quê nhà, bởi đi diễn ở đâu cũng không bằng đứng trên sân khấu quê hương của mình. Đúng như vậy. Một nguyên nhân nữa cho sự trở về mà nhiều người ngại nhắc đến là do thị trường âm nhạc ở hải ngoại đang có dấu hiệu bão hòa, thậm chí nhiều chương trình biểu diễn danh tiếng hàng chục năm nay tuyên bố đóng cửa, bỏ cuộc, nhiều nghệ sĩ vắng show, thất thoát doanh thu, thì thị trường âm nhạc Việt Nam trong nước vẫn sôi động. Và đặc biệt, người trong nước rất chuộng giọng ca hải ngoại bởi nó gắn với những bài hát, gắn với những ký ức của họ. Cho nên ca sĩ hải ngoại, nghệ sĩ hải ngoại nô nức trở về Việt Nam, và nói gì nói chẳng qua là tiền. Cách chơi hấp dẫn cũng là lý do khiến các chuyến trở về trở nên đặc biệt hấp dẫn. Một bầu show lúc đó cho biết cách chơi các danh ca hải ngoại hiện khá cao. Tuấn Anh, Vũ Khanh, Ý Lan có cách chơi cho từng show sự kiện từ khoảng 4-6 ngàn đô la, chưa kể vé máy bay ăn ở. Tuấn Ngọc, Trịnh Nam Sơn, Khánh Hà, Nguyễn Hưng, Trường Vũ, Mạnh Đình,
Thanh Hà, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung có mức cát xê từ 2.000 đô la đến 6.000 đô la tùy tính chất chương trình. Một số ca sĩ hot như Băng Kiều, Quang Lê có giá 10.000 đô la một show, và giá này cao rất nhiều so với giá cát xê mà các ca sĩ nhận được ở hải ngoại. Và không chỉ làm ca sĩ đi hát, họ có thể làm giám khảo. Không có một game show nào lúc đó mà khán giả không bắt gặp ít nhất một nghệ sĩ hải ngoại làm giám khảo, tham gia chương trình hoặc trong vai trò khách mời. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng nghệ thuật và khán giả Việt Nam cũng như trên khắp thế giới cả thèm chóng chán, họ hoài niệm, nhưng rồi nghe lại những tượng đài đã thành rêu phong chuyện cũ cũng không còn hấp dẫn nữa, và những giọng ca trẻ cũng không còn mới lạ nữa so với những nghệ sĩ trẻ, những ca sĩ trẻ nổi lên ở Việt Nam, những phong trào mới Việt Nam, rapper dân dân và dân dân. Cho nên việc đổ bộ trở lại ao ạt của các nghệ sĩ hải ngoại vào Việt Nam cũng trở nên bão hòa, và nghệ sĩ Hoài Linh, số phận, thân phận của nghệ sĩ Hoài Linh cũng như vậy, và có phần bi kịch hơn nữa. Nếu những nghệ sĩ hải ngoại trở về Việt Nam chỉ chật vật với vấn đề thị trường, với nhu cầu của khán giả, đổi mới như thế nào để phù hợp với nhu cầu khán giả, với công nghệ, khi mà một người vô danh hát nhép vài câu cũng có thể thành thần tượng trên mạng xã hội TikTok và có doanh thu cao hơn những ca sĩ chuyên nghiệp thành danh hàng chục năm nay, hàng mấy chục năm nay rất nhiều, thì cuộc cạnh tranh nó càng gay gắt hơn, phải không? Và nghệ sĩ Hoài Linh cũng vậy, anh một thời trở thành thần tượng và có mức cát xê khủng khiếp, trở thành thủ lĩnh tinh thần của rất nhiều văn nghệ sĩ, nhưng anh đã bị hai đòn quá đau. Một là vụ xây dựng nhà thờ tổ trái phép trên đất nông nghiệp đã bị xử phạt, và thứ hai là việc cầm giữ tiền từ thiện mà người hâm mộ gửi cho đồng bào miền Trung trong cơn lũ lụt. Và khi bị tố cáo, và cuối cùng anh cũng giải ngân số tiền đó bằng cách gửi áo phao đến cho đồng bào miền Trung trong thời gian mùa hè đỏ lửa, họ nhận phao chẳng biết để làm gì, phải không? Và cùng lúc đó, như chúng tôi đã nói, thị trường âm nhạc, thị trường hài, thị trường giải trí cũng đã thay đổi một cách chóng mặt, đã có gương mặt mới, những mạng xã hội mới, những hình thức mới, những chiêu trò mới mà anh Hoài Linh và những người cùng thế hệ của anh đã nhanh chóng tục hậu. Quay về Mỹ thì sao? Quay về Mỹ, thật sự Hoài Linh đã bị một phần nào đó, một bộ phận nào đó, người ta có định kiến và tẩy chay bởi rất nhiều chuyện, như chuyện xây dựng nhà thờ tổ, và như chuyện anh đang chặn từ thiện, và rất nhiều chuyện thầm kín khác, hoặc là những chuyện mang tính chất định kiến khác, chính trị khác hoặc phi chính trị khác. Chúng tôi chỉ có thể nói đến như thế thôi. Và vậy như thế, anh Hoài Linh, anh vừa mất thị trường ở Việt Nam, vừa mất thị trường ở hải ngoại. Và người nghệ sĩ thì chúng tôi ở đây không nói về vấn đề tiền, đương nhiên tiền là rất cần thiết, nhưng người nghệ sĩ người ta nhớ sân khấu, người ta cần khán giả, và có lẽ anh Hoài Linh cũng vậy. Và do đó nhiều người giải thích anh Hoài Linh quay lại với cộng đoàn Thiên Chúa Giáo là nhằm tìm ra một khung cửa hẹp, một khung cửa mới để anh đi tiếp con đường nghệ thuật của mình. Chúng tôi không biết điều đó đúng hay không, và đó là sự lựa chọn mang tính chất riêng tư và đáng tôn trọng của anh Hoài Linh. Tuy nhiên, tôi cũng xin bày tỏ ý kiến cá nhân của tôi, một người nghệ sĩ mà có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều sự thay đổi, thì cũng khó lòng mà được khán giả tin yêu. Xin cảm ơn các anh chị.